Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu với các bạn ba loại nhíp. Tùy theo tải trọng để các bạn lựa chọn. Tất cả ba loại này đều là hàng nhập khẩu các bạn nhé, không phải là nhíp lội. Phụ kiện nhíp thì giống nhau đây. Đấy. Tiếp theo là đến nhíp. Nhíp thì loại đầu tiên là loại 5 ná. Loại này bản có 5cm thôi. Đấy. Loại này thì thường xuyên 5 tạng là vô tư các bạn nhé. Hàng này độ cứng vững cao. Vì nó có nhíp ná phủ ra đến tận đây. Đấy. Dài 70 các bạn nhé. Cái loại số 2 này thì nó có thông số như sau. Chiều dài tính từ mắt này sang bên tim mắt bên kia là 85cm. Bản rộng của nhíp là 6cm nhé. Cái này chỉ có 5 thôi, nhưng cái này là 6 này. Đấy, nó khác hẳn luôn. Chiều dày của mỗi lá là 7mm. Riêng cái lá cuối cùng này là dày 1cm này. Đấy, cái này nó mục đích kia làm cái nhíp nó có cái khe hở này ấy. Là khi các bạn có tải trọng cao ấy thì cái nhíp này võng xuống thì cái lá dày này nó sẽ đỡ lấy. Đấy, thì là khi các bạn không tải thì chạy rất là êm. Khi chạy không tải thì bốn lá này nó đỡ là chính này. Khi chạy có tải ấy, cái bốn cái lá này nó võng xuống đến cái lá thứ năm này, lúc đấy lá thứ năm này mới phát huy tác dụng này. Đấy, vì vậy là nó sẽ êm khi các bạn chạy không tải ấy. Và khỏe khi các bạn chạy có tải. Tiếp theo nữa thì giới thiệu đến các bạn một cái nhíp thứ 3 này, là nhíp cũng dài 90 này, bản rộng 6 này, chiều dày 7 ly này. Nhưng nhíp này thì có 7 lá. Đấy, nhíp này thì thường xuyên 1 tấn là chịu tốt các bạn nhé. Nhíp hàng nhập khẩu đấy, cũng phụ kiện như trên thôi. Đấy, thì các bạn lựa chọn ba cái mẫu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng luôn.